Vâng, em Kiên xin kính chào các bác. Thì sau một thời gian thì sau cơn bão đi qua thì rất nhiều bác hỏi về con Camry đời 2008 này. Thì hôm bão thì là các bác cũng không thể ra xem xe được, thì là rất là nhỡ của em. Thì hôm nay em xin quay lại con xe Camry đời 2008. Xe, cái chất xe rất là đẹp, rất là mới, form dáng đẹp, các bác tầm trung có thể đi và các bác thanh niên cũng có thể đi nhá. Đấy, con xe này thì nội thất màu kem nhá, rất là đẹp. Ngay sau đây thì em xin quay một vòng quanh xe cho các bác xem, các anh chị em nhà mình cùng xem nhé. Đây, hai cặp đèn bi pha này, hai cặp đèn bi pha hai bên nhá các bác nhá, sẽ cho độ sáng rất là cao. Đấy, cái vành này, vành rất là mới này các bác ơi, vành rất là mới nhá. ABS thì 4 bánh rồi. Đây, không mòn lắm nhá các bác nhá. Một chủ từ mới đi rất là giữ gìn cẩn thận. Đây, xi nhan tích hợp trên gương này. Em quay lóc cho các bác xem này. Lóc này, form rất là đẹp, cứng. Chỉ nhá. Chỉ zin theo xe nhá các bác nhá. Em xin nói lại, chỉ zin theo xe nhá. Ốc cánh cửa đây vẫn còn nguyên bản của nó, vẫn còn zin nhá các bác nhá. Đây, nội thất màu kem đây. Trần nỉ nguyên bản này. Đấy, có ghế chỉnh điện này các bác ơi, ghế chỉnh điện này. Của số này, của số rất là đẹp nhá. Vô lăng này, đời 2008 mà, vô lăng nó có thể hao mòn một chút, không vấn đề gì. Đây, màn hình giải trí này, điều hòa rất là mát này, mát sâu nhá các bác nhá. Máy thì em vẫn đang nổ nhá, kêu rất là êm. Các bác chắc không nghe thấy tiếng máy đâu. Đấy, nội thất rất là tươi mới. Chỉ phía sau nhá, chỉ zin này, tất cả mọi thứ nguyên bản nhá. Ghế thì rất là mới rồi. Đấy, rất là đẹp nha các bác nhá. Nội thất thì không phải chê vào đâu. Đây các bác ơi, với cái động cơ 2.4 bản G thì nó sẽ cho chúng ta rất tiết kiệm nhiên liệu nha các bác nhá. Có cam lùi này, bốn cảm biến phía sau đây các bác nhá. Em xin quay gầm cho các bác xem đây. Gầm rất là sáng này. Đấy các bác, anh chị em nhà mình nhá. Gầm sáng chưa? Đấy, mặc dù máy đang nổ này, không có tí khói gì nha các bác nhá. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời nha các bác nhá. Đấy. Đây, keo chỉ ghế sau nữa đây các bác ơi. Zin nguyên bản. Keo chỉ nhá, nguyên bản của nó nhá các bác nhá. Đấy, tuyệt vời chưa các bác ơi. Xe rất là đẹp. Thì em cũng xin cam kết luôn cho các bác nhà mình nhá, xe không đâm đụng tai nạn ngập nước, máy số keo chỉ zin. Đấy, và bên em là bên cửa hàng có cam kết bằng văn bản đàng hoàng, chứ không phải là chúng ta có thể nói mồm được đâu. Xe thì là rất là đẹp rồi. Thì em ngay sau đây thì em xin phép quay động cơ cho các bác nhà mình xem nhé. Máy thì vẫn nổ. Đây, em quay gần vào đây cho các bác xem có nghe thấy tiếng động cơ đang nổ không. Hầu như là không nghe thấy các bác ạ. Em đứng đây em cũng không nghe thấy nữa nè. Ui giời, cabo này các bác ơi, theo năm tháng này, chứ không phải là thay cái mới đâu các bạn. Vẫn trần, vẫn cái mỉ nguyên bản của nó nhá. Đây, máy đây các bác ơi, tuyệt vời chưa các bác ơi. Đấy, củ số zin nhá các bác nhá. Củ số zin, máy số thì zin hết các bác nhá. Máy số zin. Xe thì không có hơi thừa nha các bác nhá. Nổ, em nổ rất là lâu rồi, không có hơi thừa đâu. Đấy, không có hơi thừa nha các bác nhá. Đây, em xin quay kỹ cho các bác này, xem các bác nhìn xem có bị ẩm dầu không nhá. Máy rất là khô. Bên em là cửa hàng mà đã check test rất là cẩn thận để
đem đến cho các bác nhà mình một con xe chất lượng. Đấy, không bị ẩm dầu nha các bác nhà mình nhá. Rất là tuyệt vời. Vâng, một lần nữa em xin báo giá luôn con Camry đời 2008, máy số keo chỉ zin, chất xe rất là tuyệt vời. Thì với cái tầm tiền 285 triệu bên em đang chào bán, thì bác nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em, thì em xin để số điện thoại lại trên màn hình. 285 triệu nhá. Ở trên thị trường có thể là nó giao dịch 5-10 triệu, 15 triệu, thì cái chất xe nó sẽ không được như thế này đâu các bác ạ. Cái chất xe không được ngon như thế này đâu. Có thể là máy nó ra hoặc là va chạm chỗ nào đấy, mà bên em lại có cam kết bằng văn bản cho các bác bảo hành máy. Đấy, các bác anh chị em nhà mình yên tâm chưa? Một lần nữa em Kiên xin kính chào các bác. Bác hãy liên hệ trực tiếp cho em, thì hãy liên hệ qua số điện thoại em sẽ để trên màn hình. Vâng, em xin kính chào các bác.